ngôi làng nhỏ nằm bình yên giữa lòng thành phố, nơi có thể dễ dàng tìm thấy những món ẩm thực xung dị và mang hồn quê của người Đồng Hới nói riêng, Quảng Bình nói chung. Các loại bánh truyền thống, các loại mắm ruốc, hải sản truyền thống của một làng biển làng nghề. Đi trên con phố Đồng Hải, không chỉ tìm đến với những địa chỉ ẩm thực ngon mà có thể trải nghiệm không gian làng giữa phố. Rất ít nơi ở thành phố Đồng Hới có không gian sống mang dấu ấn xưa như làng biển Hải Thành. Ở nơi đây, du khách có thể tìm thấy tập quán sinh hoạt của người dân phổ biển. Thưa anh, em là Ngọc Hà, đến từ chương trình Quảng Bình Điểm Đến của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Và ngày hôm nay em muốn đến nhà in để tìm mua một số sản phẩm đặc sản của làng biển mình để làm quà cho một số người bạn. Trong chỗ hàng của anh thì nhiều mặt hàng lắm. Em muốn xem, em cứ vào xem. Rồi anh coi mấy hàng được thì em cứ cảm thấy được, em cứ chọn. Dạ. Mời em vào nha. Dạ. Anh tư vấn cho em. Vâng. Dạ. Cả mặt hàng đủ loài, cá khô, mực khô, rồi là các loại đồ tươi, tôm, rồi cả mực tươi, rồi là cá tươi. Em muốn chọn mặt hàng nào thì để anh giới thiệu. Đấy. Em hôm nay thì em muốn là chọn tôm tươi và cá khô để làm quà cho bạn, thì em có thể chọn cho em loại nào ngon? Em chọn thì em lại đâu này chọn. Dạ. Cá bún. Cá bún đúng rồi. Họ bọc khế đấy. Rồi. Anh giới thiệu em để em mua cả cái loại mực tươi như thế này, là mực ở biển Quảng Bình là khi nào vẫn ngon. Loại này là loại mực ở địa phương gọi mực thước. Dạ, về mặt hàng này thì anh thường bán cho những khách hàng nào ạ? Mặt hàng này anh chủ yếu là phục vụ là khách địa phương có. Khách Hà Nội là chủ yếu là khách Hà Nội Diêu. Với là khách thành phố Hồ Chí Minh, có thỉnh thoảng là ở khách Đà Nẵng. Mặt hàng này là thương mình lại ở đâu? Chủ yếu là tàu ở vùng biển Quảng Bình hết. Dịch vụ này anh đã làm lâu chưa? Dịch vụ này anh làm đã lâu rồi. Từ xưa ông ba để lại. Không những thế mà ông gia đình của anh còn là giữ gìn cái nét truyền thống của trong gia, là cả cái đồ vật dụng xa xưa của ông ba để lại. Hiện nay anh vẫn đang là lưu giữ nhiều các cái nét xưa. Anh có thể cho em tham quan không gian của nhà anh và các cái vật dụng mà anh đã nói là lưu giữ từ ông ba xưa để lại, được không ạ? Được, anh cho em vào. Dạ. Phố giữa làng và làng giữa phố. Đã bao giờ bạn nghĩ rằng nét cổ xưa và hiện đại lại làm nên bức tranh tổng thể hài hòa? Đôi khi nghịch lý ấy lại mang đến sự thú vị khá bất ngờ. Nếu như chưa đến với làng Hải Thành, bạn chưa thể tìm thấy vẻ đẹp văn hóa tiềm ẩn dưới sự đổi thay của đô thị hóa. Có biết bao nét cổ xưa vẫn còn lưu lại trong tâm hồn của những người làm ra những chiếc bánh, những loại mắm ruốc mang thương hiệu Hải Thành, Đồng Hới. Đó không chỉ là những món ăn quen thuộc của người dân làng biển, mà đã trở thành món quà không thể thiếu cho những người từng đến với miền đất Đồng Hới, Quảng Bình. Em vào mua hàng xong là anh mời em uống trà nữa, trà ngon của gia đình của anh nữa. Khi bước chân vào ngôi nhà của anh thì em rất là thích. Thấy một ngôi nhà ba gian rất là truyền thống và rất nhiều các cái hiện vật cổ. Rất nhiều nhà họ không giữ cái nếp nhà ba gian, họ đập để xây nhà hai ba tầng để sống cho thoải mái. Nhưng tại sao gia đình anh lại vẫn giữ nguyên cái nếp nhà này? Thì ông ba dựng lên cái ngôi nhà này là từ đã lâu rồi. Đời ông ba giữ được thì thế hệ của mình vẫn giữ được truyền thống. Vì sau nên là muốn đời sau là con cháu vẫn giữ được. Nhà anh có rất nhiều các cái đồ vật cổ. Vậy thì anh giữ lại những cái đồ vật này từ ông ba hay là anh sưu tầm? Từ của ông ba hồi xưa để lại, đến hôm nay thì anh có sưu tầm một ít.
để giữ lại cho cái nét văn hóa. Những cái đồ vật cổ mà anh lưu giữ trong gia đình mình thì đồ vật nào anh cảm thấy có giá trị nhất? Đồ cổ trong trong gia đình anh á là nhiều đồ thì anh rất thích, nhiều món đồ sứ, đồ đồng, đồ gỗ thì anh thích nhất á là cái đồ tán thêu, là gọi là tán thêu là gọi đồ thêu thủ công hồi xưa là anh rất quý. Cái bức này là vì có bốn chữ bắt chuyên học Hải Đông, ý nghĩa cho đó là con cháu lại giờ mà về là học hành cho thành người. Ở đây còn có những cái gia đình nào cũng làm các cái nghề truyền thống này nữa không ạ? Đây rất nhiều nhà làm thuốc, nước mắm, rồi các là loài mặt hàng khác. Dạ vậy ngày hôm nay anh có thể cho em được tham quan và trải nghiệm cách làm mắm ruột được không ạ? Được, anh sẵn sàng ấy. Dạ. Anh giới thiệu em vào gia bà chị của anh. Dạ. Thì có... Ở nhà chị anh là làm chủ yếu là mắm ruột à? Chủ yếu làm mắm ruột. Dạ. Ở đây nước mắm chứ là lọc quá nữa. Dạ. Chứ thì phương thức là gì khách hàng vào. Dạ. Và chỉ đó là đóng vào can. Dạ. Để bán cho khách hàng. Nước mắm này là loài mấy đấy? Nước mắm này là gọi loài một, có điều phương là gọi nước mắm cốt. Dạ. Vậy như thế nào gọi là nước mắm loài một ấy? Mình chắc cái nước mắm lọc cả cái mẹ đầu tiên ấy là mình là... Gọi là nước mắm loài một. Loài một. Dạ. Từ đó loài một xong đến là tiếp tục cái nước mắm là hết xong là mình... chế rồi nó làm nước mắm loại hai, là nhiều công đoàn làm. Vậy thì anh có thể cho em chắc nước mắm để biết được thế nào là nước mắm loại một được không anh? Em đi theo anh. Dạ. Anh đã giới thiệu sản phẩm nhá. Đó. Giờ chứ anh lọc xong rồi anh ra sản phẩm rồi. Dạ. Giờ chứ em thử nước mắm giá tiền của anh như thế nào? Nước mắm thơm và rất là ngon. Một vài nước mắm ngon thì không chỉ phụ thuộc vào cá tươi và có một lượng muối đủ mà còn được nắng. Và ngày hôm nay Ngọc Hà không được trải nghiệm thì sẽ không thấy được sự thú vị của làng biển Hải Thành nơi đây. Và đến Hải Thành thì không những được thưởng thức những món ăn ngon mà còn được biết một số địa chỉ mua sắm các mặt hàng hải sản rất là ngon. Và được sống trong một không gian cổ xưa của người dân Hải Thành.